Ngày 1 tháng 11 vừa qua, xảy ra một sự việc trên đường Thành Công, Đê Thành, Hà Nội, được camera an ninh ghi lại, cảnh một người phụ nữ chạy xe máy đâm trúng cụ bà đang đi bộ gần lề đường. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, người phụ nữ có lời qua tiếng lại với những người xung quanh, rồi lên xe rời đi. Theo hình ảnh trong đoạn clip, cụ bà khoảng hơn 80 tuổi đang đi bộ gần lề đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ chạy xe máy tông trúng. Đáng nói, sau khi đâm vào bà cụ, người phụ nữ đã dừng lại và có lời qua tiếng lại với những người xung quanh. Khi cụ bà được một vài người đỡ dậy, người phụ nữ này lái xe rời khỏi hiện trường, còn cụ bà được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán là gãy xương phù nề. Đi đường pha quệt, ai cũng nên xem xét tình hình, xem người ta làm sao. Đây lại leo lên xe đi mất dạng, không hiểu cư xử kiểu gì, chẳng thấy hỏi han sức khỏe gì, chỉ chưa nói đến đưa cụ bà vào viện kiểm tra. Chị này sao lại thờ ơ thế? Đây là vô văn hóa lương tâm, một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần đông đều tỏ thái độ bức xúc trước hành xử của người phụ nữ trên. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!